Chào mừng các bạn đến với cái tay nhật cũ ngón tay xấu. Đây là cây Aria AC30. Cây này giá 3 triệu thôi. Mặt bàn được slit top solid seda. Nói chung là dòng này là âm thanh rất là tinh tế khi mà mình chơi thuần classic. Nó cũng có độ vang rất là tốt nữa. Nếu mình chơi đệm hát cũng được, nhưng mà chơi thuần classic theo shop đánh giá là rất là hay. Vết chóc sơn này, đấy, chỗ này này, không nứt bẻ gì, nhưng mà vết móng tay đồ ở trên khuôn mặt khá là nhiều, vết chảy xước này. Lưng hông thì có bộ gỗ cầm lai rất là đẹp, chảy xước này, chảy này, nói chung là gỗ sớ rất là đã này, rất là già luôn. Nên là mọi người cho đây âm thanh thì cây này rất là tốt. Đầu đàn nó thiết kế đặc trưng của dòng Aria thập niên 70 này. Bộ khóa tay cua, khóa vàng tay cua cổ. Cây này chỉ có giá 3 triệu thôi. Ai chơi âm thanh thì có thể mua cái này. Đặc trưng khá là thông của Nhật, tức là độ bền nó rất là cao. Mấy cây này thì theo kinh nghiệm của shop thì nó khoảng cứ 50 tuổi rồi, gần 50 tuổi rồi, nhưng mà nó vẫn rất là bền, rất là bền bỉ với thời gian đó. Âm thanh có độ ngân vàng rất là đẹp, rất là sạch sẽ. AC30 giá chỉ 3 triệu đồng, tặng kèm bao da. Cảm ơn mọi người.